Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, những cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống các tỉnh thành miền Bắc. Song rất may là thời điểm mưa to nhất ở Bắc Bộ đã qua, bởi giải hội tụ nhiệt đới đã bị đẩy dịch xuống phía Nam. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc chủ yếu có mưa, mưa vừa. Lượng mưa trong đêm nay và ngày mai trên toàn khu vực sẽ phổ biến từ 15 cho đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa giảm nhưng nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất đá vẫn còn cao nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý. Do có mưa nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh thành miền Bắc vẫn khá mát mẻ. Nhiệt độ trong ngày mai ở toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Giải mây dông bị đẩy xuống phía Nam, vì thế trong đêm nay và ngày mai miền Trung sẽ có mưa nhiều hơn. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình là vùng nằm gần với giải hội tụ nhiệt đới hơn cả, nên có mưa nhiều, mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa là từ 30 cho đến 60mm, có nơi trên 80mm. Do cũng có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này giảm thấp, phổ biến chỉ còn trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi trong đêm nay và chiều ngày mai cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa là từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông cũng gia tăng hơn ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, nhưng thời điểm có mưa dông nhiều nhất thì vẫn tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa là từ 20 cho đến 40mm. Ban ngày, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều chỉ có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ ít thay đổi. Cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ, còn Nam Bộ có mức nhiệt là từ 30 cho đến 33 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục là những vùng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, ở vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động với sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và biển động. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.